Em luôn sợi dây điện vô giùm anh coi mèo. Ở đâu anh? Đây em, đây đâu đâu đâu. Được rồi anh. Anh buồn quá Miu ơi. Sao vậy anh? Nói em nghe coi. Ước gì anh không phải sinh ra trong cái cõi đời này. Anh thấy vô nghĩa quá. Thôi thôi anh đừng buồn nữa. Có chuyện gì nói cho em biết đi. Để em massage lưng cho anh bớt nhạy cảm ha. Được không? Được. Chuyện sao nói cho em nghe coi nè. Sống chi để bị người ta nói này nói nọ. Quần què gì cũng lấy anh ra nói được hết. Chửi qua chửi lại, chửi cũng lấy anh ra chửi. Đồ con chó. Rồi khôn cũng nói mày khôn như chó. Ngu cũng nói mày ngu như chó. Rồi xấu cũng nói mày xấu như chó. Nói chung là cái gì cũng chó, chó hết á. Vậy chứ giờ anh muốn người ta nói gì anh bây giờ đây? Em may mắn hơn anh. Em sinh ra làm kiếp con mèo. Không ai nói em được hết trơn á. Chỉ có hay nói mày ăn như mèo hửi. Rồi giấu như mèo giấu cứt vậy đó. Em đỡ hơn anh ha. Có nỗi khổ nào khắc nghiệt hơn là lúc vợ đang có bầu. Phải chứng tỏ mình là một người đàn ông chung thủy, không được bậy bạ ở bên ngoài. Thà tự xử một mình chứ không để cho con khác xử. Mày đang làm cái trò gì vậy Lu? Ông im đi. Lu, ba đang chuẩn bị chụp hình cho con. Con nhớ là phải cười thật tươi. Ủa chụp hình chi vậy ba? Cứ nghe theo lời ba, chụp xong ba sẽ giải thích. Vậy được chưa? Được rồi, tốt lắm. Ba chụp, để mai mốt con lên chảo rồi ba còn nhớ tới con. Hả? Vậy ba kêu con cười làm gì? Thà ba kêu con khóc thì còn hơn. Chụp cho em với, em cũng muốn chụp nữa. Chụp cho em. Chụp với. Em chán cái kiếp cận ngắn lắm rồi. Em muốn được siêu thoát. Chụp đi, chụp. Chụp. Chụp cho em. Em muốn được siêu thoát. Em muốn đạp chân dài. Em chán làm cánh cục lắm rồi. Những điều về cờ hóa làm chúng ta có một cái nhìn khác. Chúng có thể lắng nghe. Mấy bài mới hoài đâu. 1 cộng 1 bằng 3, 2 chia 3 là 4, hiểu chưa? Mày mệt chưa? Cùng tập trung bài để dùng. Hôm nay luyện cơ đùi hả? Chạy bộ cho giấy cằn chắc. Là để tận hưởng. Em yêu ơi, em yêu. Chúng yêu quý chủ nhân của mình. Anh hai, anh hai, mừng quá. Em tưởng anh hai bỏ em đi luôn rồi chứ. Anh hai, anh hai, chúng chia sẻ. Trời ơi, nằm bên đây em biết bị tra tấn bao lâu nữa đây. Chúng có thể vượt lên chính bản thân mình. Đừng tưởng tôi thiếu chân mà đi không được nha. Nhìn nè, nhìn nè, đi còn nhanh hơn bình thường nữa. Chúng hoàn toàn trung thành. Trời ơi, mệt với thằng cu này quá. Không lẽ bây giờ bỏ nó đi luôn. Nhìn thấy cũng tội nghiệp. Thôi đáng trời. Không thôi ba nó nhìn thấy tối về cho nhìn đôi là chết cha. Giỡn đã chưa. Rồi đi. Chúng biết nói lời tạm biệt bằng cử chỉ, hành động riêng của mình. Anh ba, tại sao anh không dẫn em theo? Để em cô đơn ở lại, lẻ loi một mình. Thậm chí, chúng là một liều thuốc chữa bệnh, hiệu quả về tinh thần. Mau hết bệnh nghe chưa? Chị mau hết bệnh đi, xong em cho chị dắt em đi chơi, nha. Chúng có thể là những người hùng. Mày đợi tao chút. Được rồi. Đau, 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 đau. Và chúng hoàn toàn biết tận hưởng cuộc sống. Trời ơi, đã quá. Mèo, anh yêu em. Mắc cỡ quá. Anh yêu em. Mèo, anh yêu em. Anh yêu em. Mèo, cạp nè, cạp nè. Cạp nè, cạp. Cạp nè. Em không yêu anh chết cho em coi. Hồi ngu gì chết. Không lẽ em thích da trắng à? Không chịu đâu lấy anh đi mà. Em em à, hút cái coi. Hửi cái. Liếm nè. Ây da, ây da, ây da. Đi đâu vậy mèo? Đi nhậu. Đi không? Đi. Quán nào? Có kẹo quan cốc kìa, bán đồ ăn ngon lắm. Món gì mà ngon? Thịt chó. Trời. Anh mèo đi đâu vậy? Cho em đi theo với. Con đít ở nhà đi. Anh đi đâu vậy? Đi liếm chân. Vui quá. Ê, trời ơi. Ê, thằng đen thui. Làm gì mới đen chưa bị thui nghe mày. Để liếm tay cho đỡ ngứa. Đỡ ngứa con khỉ. Làm ngứa thêm nè. Anh nghe nói em bị bệnh. Đi đi. Anh qua thăm đi. Em thấy bớt chưa? Bớt rồi. Mèo ơi anh buồn quá. Buồn cái da mày.
để anh liếm cho sạch nha. Sạch hay dơ thêm? Dơ. Anh nói cho mày nghe, trước khi ăn thịt mèo phải test kỹ hửi coi có bị hư không hay ăn. Thịt mèo vậy hả? Ý trượt mỏ, xin lỗi nha. Yên hả? Không có ý. Mèo ơi, anh muốn em sinh con cho anh không hả? Thôi nhanh quất nhau ra con gì khùng. Mèo ơi, anh đang mơ hay đang tỉnh vậy? Đang mơ. Cho tôi hung tay cái game gì hả? Bà làm gì hả? Gì nè. Đi lại ta. Tôi tưởng cục thịt gì đâu chứ. Cũng yên như mày nữa. Anh biết lỗi rồi, mèo đừng giận nữa. Anh biến đi. Mèo ơi buồn quá, hay tụi mình búng dây thun đi mèo. Biến thái. Đi, tao vút cái nhà. Cụ tổ nhà mày. Cho nằm chung với. Đi chỗ khác chơi. Cho nằm thôi, làm gì dữ vậy? Anh chắc Đức qua hiểu gì mà thơm vậy? Hiểu đó. Anh nói em nghe anh đâu bè bại với mày đâu. Lâu em gặp nhớ. Liếm cái à. Thôi em mệt rồi. Hình như mày có mùi mèo. Chứ không lẽ tao là chó. Liếm cho trắng, cho sạch. Liếm cho sạch, cho thơm nè. Để anh massage lỗ tai cho em nghe. Cái mỏ anh đau quá. Em làm sao cho anh hết đau đi. Chương. Anh nhớ phải có trách nhiệm với em đó nghe chưa. Mèo ơi mèo. Trời ơi, tao ngứa lưng quá mèo ơi. Trời sướng. Nước mắt rơi một giây.